Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule. Có hai vị tiên nói với anh là sau này anh sẽ lên đó ở. Anh cuội đừng bỏ chúng em nhé. Không đâu, anh sẽ ở với các em mãi mãi. Legend of Mid-Autumn Lantern Parade. Watch on to find out more. Today's program will be presented in Alexis, also known as Vietnamese, with subtitles in Arabic, Alexis, Chinese, English, French, German, Hindi, Indonesian, Korean, Mongolian, Persian, Portuguese, Spanish, and Thai. Xin chào khán giả duyên dáng. Tôi là Thiên Trúc, đến từ quốc gia Âu Lạc, còn được biết là Việt Nam. Nhân ngày lễ Trung Thu, chúng tôi xin chúc quý vị một thời gian ấm áp, hạnh phúc bên người thân. Khi chúng ta cùng vui hưởng mùa trăng rằm và bày tỏ lòng tri ân đến mặt trăng từ ái, đã ban cho chúng ta tình thương bao la và vẻ đẹp miên viễn từ khởi thủy xa xưa. Cứ mỗi độ Trung Thu đến, các em nhỏ lại tung tăng, vui vầy với những đèn lồng đủ màu sắc. Không ai rõ tục lệ rước đèn tháng 8 có từ bao giờ, chỉ biết nguồn gốc gắn liền với một sự tích rất xinh đẹp và cảm động. Kính mời quý vị cùng tìm hiểu về sự tích này. Chuyện kể rằng, xưa thật là xưa, tại một ngôi làng nhỏ yên bình ở Âu Lạc, có một chàng nông phu tên gọi là Cuội, vừa thông minh lại rất nhân đức. Cuội lúc nào cũng vui vẻ giúp người, nên dân làng ai ai cũng yêu quý Cuội. Ông cảm ơn cháu. Cuội thương nhất là trẻ em. Lúc rảnh rỗi, chàng còn dạy các em học đọc, học viết. Thương người như thể thương thân. Giỏi lắm. Là ta đây. Ta muốn làm ngỏng một chút cho vui, vậy mà bị các ngươi làm hỏng cả. Chúng con đâu biết Bụt là ngỗng. Ý lộn, dạ đâu biết chúng ngỗng là Bụt. Anh Cuội dạy chúng con thương yêu loài vật. Ta biết, ta biết. Có điều bữa sau đừng nghịch đuôi ngỗng nhé, nhột lắm đó. À, anh Cuội tới kìa. Anh làm diều mới cho các em đây.
vào những đêm trăng, các em thường quay quần trước sân nhà cụi để nghe cụi kể chuyện. Với sự ấm áp và thiện lành, chàng cụi luôn dẫn dắt câu chuyện hướng về sự cao thượng, đạo đức. Hôm nay, anh cụi kể chuyện gì thế? Để xem... À, ngày xưa, ngày xưa. Trăng bị mây che khuất rồi. Trời tối quá. Thôi, các em về kẻo ba mẹ lo. Mai anh kể tiếp nhé. Hả? Chuyện kể nửa chừng vậy sao được? Nè, trăng sáng lại giùm nhé. Ồ, trăng sáng lại rồi. Anh cười kể chuyện tiếp đi. Cảm ơn cháu nhé. Trăng đẹp quá, có ai ở trên đó không anh cuội? Có chứ. Có lần anh nằm mơ thấy mình lên cung trăng, có hai vị tiên nói với anh là... Họ nói gì vậy? Là sau này anh sẽ lên đó ở. Anh cuội đừng bỏ chúng em nhé. Không đâu, anh sẽ ở với các em mãi mãi. Bỗng một hôm, trời làm cơn giông bão và lũ quét tràn qua làng. Không may, chàng cụi vì xả thơm cứu người trong cơn nguy biến đã ra đi, để lại nỗi tiếc thương cho mọi người. Đức hạnh thổ sinh thời của cụi cảm động lòng trời. Chàng được các thiên nhân rước lên tận cung Hằng, sống cách biệt nhân gian.
Chị ơi, sao không thấy anh gọi về? Anh cuối không trở về nữa rồi. Thấy chúng con buồn, ông cũng phát buồn theo. À, mà của giờ này ở cung Hằng rồi. Anh Cuội giờ ở cung Trang hả ông? Bụt ơi, ông giúp chúng con lên gặp Cuội đi. Cái này thì khó à. Bụt ơi, giúp chúng con đi Bụt ơi. Để ta nghĩ xem. Rồi. Chúng con nhớ lại xem những kỷ niệm nào vui nhất của Cuội và các con. Dạ, nhiều lắm. Nghe ông chỉ cho nè. Như vậy đó, thì Cuội chắc chắn sẽ nhìn thấy. Thế là các em, với sự giúp đỡ của dân làng, bắt đầu làm rất nhiều lồng đèn tượng trưng cho các kỷ niệm vui của Cuội và các em thuở trước. Rồi đợi ngày rằm tháng 8, khi trăng sáng nhất, các em cùng nhau rước đèn. Trăng sáng sáng trăng có bóng. Anh Cuội, anh Cuội. Ta thương các em mãi mãi. Chúng em đây là bánh thuần chay cho các em. Vui là vui, ôi vui là vui là vui. Ôi vui vui sao có anh Cuội bên đời, sẽ chi bao ngọt vui, sẽ chi bao ngọt vui. Trăng sáng sáng trăng có bóng Cuội. Kể từ đó, cứ mỗi độ rằm tháng 8, các em lại nôn nao đi rước đèn để được gặp lại Cuội, người anh, người bạn chân tình mà các em vô cùng quý mến. Phong tục rước đèn này của trẻ em đã tiếp tục cho tới ngày nay và trở thành một phần xinh đẹp của mùa lễ Trung Thu. Trăng sáng sáng trăng có bóng Cuội hiền từ, chúng em thương Cuội, chúng em thương anh, sẽ chi bao ngọt vui. Ôi vui là vui là vui, ôi vui là vui là vui. Ôi vui vui sao có anh Cuội đời, sẽ chi bao ngọt vui, sẽ chi bao ngọt vui. Trăng sáng sáng trăng có bóng Cuội hiền từ. Vẻ đẹp lung linh của ánh trăng rằm mãi mãi thu hút nhân gian.
nhắc nhở về nàng hằng Nga từ ái, yêu kiều, cùng các vũ điệu trác tuyệt của thiên Nga nơi cung quảng. Kính mời quý vị thưởng thức đôi chút không khí thiên tiên qua một vũ khúc do hội viên chúng tôi trình bày.
Quý khán giả Thanh Nhã, cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi chương trình hôm nay. Tiếp theo là ảnh hưởng của ánh trăng tới đời sống của các bạn thú. Ngay sau tin đáng chú ý, nguyện xin đức hạnh bên trong và lòng nhân ái vốn có của quý vị mãi chiếu sáng rực rỡ. Xin kính chào tạm biệt. Graceful viewers, thank you for joining us in today's program. Up next is Effects of the Moon on Animals, right after noteworthy news. May your inner virtue and inherent kindness shine forth ever brilliantly. Farewell for now. Our programs offer many languages. Please visit suprememastertv.com/schedule and suprememastertv.com/AJAR. Nos programmes offrent plusieurs langues. Veuillez visiter suprememastertv.com/schedule et suprememastertv.com/AJAR. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Visiten suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/AJAR. Nuestros programas ofrecen varios idiomas. Accese suprememastertv.com/schedule y suprememastertv.com/AJAR. हमारे कार्यक्रम पेश किए जाते कई भाषाओं में कृपया देखें suprememastertv.com/schedule और suprememastertv.com/AJAR. 我们的节目提供多种语言，请看 suprememastertv.com/schedule 和 suprememastertv.com/AJAR. Rancangan kami menawarkan banyak bahasa. Sila kunjungi suprememastertv.com/kehadapan-schedule dan suprememastertv.com/kehadapan-AJAR. برامجنا متوفرة بالعديد من اللغات. يرجى زيارة suprememastertv.com/schedule و suprememastertv.com/AJAR. Наши программы предлагают много языков. Пожалуйста, посмотрите suprememastertv.com/schedule и suprememastertv.com/AJAR. మా కార్యక్రమాలు అందజేస్తున్నాయి అనేక భాషలలో. దయచేసి చూడండి suprememastertv.com/schedule మరియు suprememastertv.com/AJAR.